Quyển 46, thứ 15, Bồ Tát Địa, phần đầu Trí Du Già Xứ, phẩm 17, Bồ Đề phần 3. Lại chư Phật Bồ Tát muốn khiến hữu tình thành tịnh, nên thuyết bốn chủng pháp Bốt Đà Nam. Những gì là bốn? Một, tất cả hành đều vô thường, đây là pháp Bốt Đà Nam thứ nhất. Hai, tất cả các hành đều khổ, đây là pháp Bốt Đà Nam thứ hai. Ba, tất cả các pháp đều không có ngã, đây là pháp Bốt Đà Nam thứ ba. 4. Niết bàn tịch tĩnh, đây là pháp Bốt Đà Nam thứ tư. Chư Phật Bồ Tát vì hữu tình nên phần nhiều thuyết pháp tương ứng nghĩa như vậy, cho nên thuyết đây gọi là pháp Bốt Đà Nam. Lại từ xưa kia, chư Phật Thế Tôn ở tất cả thời nơi tâm tịch tĩnh truyền tuyên thuyết, cho nên thuyết đây gọi là Bốt Đà Nam. Lại dấu tích hành đây đang hướng đến sảnh rộng lớn, cũng đang thú hướng vượt khỏi hữu thứ nhất, cho nên thuyết đây gọi là Bốt Đà Nam. 1. Sao gọi là Bồ Tát bình đẳng, tùy quan sát tất cả các hành đều vô thường? Trừ Bồ Tát, quán nguồn thuyết tự tánh tất cả hành ở tất cả thời, đều không chỗ có các hành như vậy, chẳng thể đắc thường nên gọi là vô thường. Lại tức đắc, tức quán kia, sự lìa nguồn thuyết vì chẳng rõ biết chân thật kia, nên vô trì làm nhân sanh diệt khả đắc các hành như vậy, tự tánh lìa lời có sanh có diệt nên gọi là vô thường. Lại chư Bồ Tát quán các hành quá khứ đã sanh đã diệt, do các hành kia không nhân khả đắc, cũng không tự tánh, cho nên quán tánh nhân tự tánh của kia cũng không chỗ có. Lại quán các hành hiện tại đã sanh chưa diệt, do các hành kia nhân chẳng thể đắc, vì đã cho quả tự tánh khả đắc vì vẫn còn chưa diệt, cho nên quán tự tánh kia là có mà không có nhân. Lại quán các hành vị lai chưa sanh chưa diệt, do các hành kia có nhân khá có thể được vì chưa cho quả, không có tự tánh vì vẫn còn chưa sanh, cho nên quán kia chỉ có tánh nhân mà không tự tánh. Như vậy Bồ Tát quán trong ba thời từng giai đoạn các hành tương tục chuyển rồi, tiếp tục bình đẳng quán thấy mỗi mỗi sát na có các hành, mỗi hành đều có ba chủng tướng hữu vi, và sát na sau lại có thêm chủng tướng hữu vi thứ tư, tức ở trong đây sát na đi trước tự tánh hoại diệt không gián đoạn, sát na của các hành chẳng phải trước tự tánh sanh khởi, chánh quán là sanh, hành đây đã sanh tức thời chưa hoại, chánh quán là trụ, hành đây đã sanh so với hành trước đã diệt, tự tánh sát na của các hành đây chuyển khác, chánh quán là lão. Từ đây sát na của các hành sanh sau, từ tự tánh sát na của các hành đã sanh đây hoại diệt, cho nên chánh quán là diệt. Bồ Tát quán tự tánh sát na của các hành đã sanh đầy, tức là tự tánh của sanh trụ lão, chẳng thể có tự tánh sanh nào khác. Lại như thật quán thấy sát na sanh sau, tức là sát na của các hành sanh đầy, tự tánh hoại diệt, không có tánh riêng khác. Bốn chủng tướng hữu vi như vậy, tổng như các hành, tóm lại có hai phần hiện bày, một phần có, hai phần không. Trong đây Đức Thế Tôn nương phần có để kiến lập chủng tướng hữu vi thứ nhất, nương phần không để kiến lập chủng tướng hữu vi thứ hai. Hai chủng trụ và dị đều là sự hiện bày của các hành phần có kiến lập tướng hữu vi thứ ba. Trong đây Bồ Tát quán thấy tất cả thời chỉ có các hành, ngoài đây ra chọn không có sanh trụ lão diệt nào khác hằng thật có tự tánh thành tựu. Vì cớ sao lúc các hành sanh chỉ khá đắc các hành như vậy, không riêng có sanh trụ lão diệt khác, lúc các hành trụ lão diệt như vậy chỉ khá có thể đắc các hành như vậy, không riêng có sanh trụ lão diệt khác. Lại chư Bồ Tát dùng lý để tìm cầu, nhận thấy thực chất của sanh cũng không khả đắc, như vậy người tìm cầu cũng không khả đắc. Nếu các hành kia lìa sắc, riêng có pháp sanh, tức các hành như sắc, tự thể phải có thể sanh. Như vậy, sanh đây cũng nên có sanh, thế thì có hai chủng sanh, một sanh của hành, hai sanh của sanh. Như vậy sanh của hành và sanh của sanh kia là một hay là khác? Nếu nói là một, kế chấp sanh thật có, tức là nói riêng có sanh là thực chất có, thì thật hoang đường, điều này không hợp lý. Nếu nói là khác như vậy, tức lẽ chẳng phải sanh của hành của sanh lại chính là sanh của hành của sanh, điều này không hợp lý. Như nói tướng sanh thì nói tướng trụ lão diệt nên biết cũng vậy. Đó là nếu khi pháp diệt riêng có tự tánh là thật thành tựu, tức diệt đây lẽ phải có sanh có diệt. Nếu khi diệt sanh thì tất cả các hành lẽ ra đều phải đồng diệt. Như vậy tức lẽ ít tốn công lực, như nhập diệt định, các tâm tâm sở tất cả đều diệt.
Nếu khi diệt diệt, tất cả các hành đều đã diệt, nhưng thấy sanh trở lại, như thế diệt không có tác dụng, cho nên nói diệt có sanh có diệt thì không đúng đạo lý. Lại thiện nam tử, thiện nữ nhân, tất cả thời nếu hàng có thực chất tự tánh thành tựu mà quán là giả có, năng tu chán lìa mong cầu giải thoát, điều này không hợp lý. Trái với tướng trên ấy là đạo lý, do hành tướng đây. Chư Bồ Tát như thật rõ biết tất cả các hành đều vô thường. Hai, sao gọi là Bồ Tát bình đẳng? Tuệ quán sát tất cả các hành đều khổ. Chư Bồ Tát lúc triển chuyển tương tục quán hành vô thường, nhận thấy năng bị ba chủng khổ nương tựa: một, hành khổ; hai, hoại khổ; ba, khổ khổ. Như vậy Bồ Tát như thật rõ biết tất cả các hành đều khổ. Ba, sao gọi là Bồ Tát bình đẳng? Tuệ quán sát tất cả các hành đều không có ngã. Chư Bồ Tát như thật rõ biết tất cả pháp hữu vô, cả hai đều tánh vô ngã. Một, Bồ Đạo Giả La tánh vô ngã; hai, pháp tánh vô ngã. Ở trong các pháp, Bồ Đạo Giả La tánh vô ngã, tức phải chẳng phải tức có pháp là chân thật có Bồ Đạo Giả La, cũng chẳng phải lìa có pháp riêng có chân thật Bồ Đạo Giả La. Ở trong các pháp, pháp tánh vô ngã. Ở trong tất cả nguồn thuyết sự, tất cả nguồn thuyết tự tánh các pháp đều không chỗ có. Như vậy Bồ Tát như thật rõ biết tất cả các pháp đều không có ngã. Bốn, sao gọi là Bồ Tát bình đẳng? Tùy quan sát niết bàn tịch tĩnh. Chư Bồ Tát quán tất cả hành, nhân trước đoạn vĩnh viễn, sau diệt không sót thừa. Ngoài đề già do giáo không khởi không sanh, nên gọi là niết bàn. Nên biết thể niết bàn là tịch tĩnh, vì tất cả chủng khổ do giáo ngừng dứt, vì tất cả phiền não do giáo diệt. Như vậy Bồ Tát chưa đắc ý lạc thanh tịnh tam thượng, chưa kiến thánh đế của thành phần thừa, để phát khởi thắng giải đối với niết bàn, cũng nói lời niết bàn tịch tĩnh, mà đối với niết bàn đây chưa như thật hiểu, chưa thể như thật chánh trí kiến chuyển, nhưng vị kia cũng đã đắc ý như lý. Thế như con vua hoặc con trưởng giả, từ khi sanh ra cho đến khi trưởng thành, chưa ra khỏi nội cung, chưa ra khỏi nhà trưởng giả, vua và trưởng giả về các con mình giả làm đủ các thứ đồ chơi như xe hươu, xe trâu, xe ngựa, xe voi để ban tặng cho hai đứa trẻ. Bây giờ hai đứa trẻ cố chơi xe giả đây mà phát khởi tưởng cho là xe hươu, xe trâu, xe ngựa, xe voi thật. Thời gian sau trẻ dần khôn lớn, các căn thành thục, vua và trưởng giả bắt đầu khen ngợi xe thật. Bây giờ trẻ nghe cha tán thán như vậy, nghĩ rằng này cha ta không khen ngợi bốn loại xe chúng ta đang có là thật chăng? Thời gian sau biết hai trẻ đã trưởng thành, từ nội cung vua và trưởng giả dẫn chúng ra ngoài dạo chơi, chỉ bảo cho biết xe hươu, xe ngựa, xe trâu, xe voi thật. Khi kia thấy rồi, bên trong tự phát khởi trí tuệ thông hiểu như thật, đây mới thật là xe hươu, xe trâu, xe ngựa, xe voi cha ta trong đêm dài đã từng vì ta tán thán việc ấy. Chỉ vì ta vô trí ở nơi các hình tượng xe giả, ở nơi các sự vật tương tự kia không như thật mà phát khởi hiểu biết cho là chân thật. Do nhân duyên đây, kẻ nhớ lại hiểu biết trước nên sanh hổ thẹn. Như vậy cung thất và nhà dụ cho sanh tử. Các ham muốn của trẻ dụ cho chưa chứng đắc ý là thanh tịnh tăng thượng của Bồ Tát và chưa kiến thánh đế thanh văn thừa. Cha dụ cho chư Phật, Bồ Tát đã nhập đại địa trước giả làm các loại xe hươu, xe trâu. Tướng xe hươu, xe trâu dụ cho niết bàn. Kế khen ngợi xe hươu chân thật dụ cho chư Phật, Bồ Tát thực hiện chứng niết bàn chân thật. Như điều đã thấy, Bồ Tát và thành văn trước tán thán công đức chân thật của niết bàn. Còn lại dụ cho việc sau khi đã nghe của kia, chỉ thuận theo âm thanh, dùng giác tuệ hiểu biết đêm dài nghĩ tưởng về công đức niết bàn. Ở thời nào đó, tư lượng thành thục dần dần tăng trưởng, thành tựu ý là thanh tịnh tăng thượng của Bồ Tát, kiến đế thanh văn, nên sanh trí hiện chứng chân thật đối với niết bàn. Bấy giờ bên trong, tự phát sanh trí tuệ thông hiểu như thật. Niết bàn như vậy, tất cả thành phần độc giác đã chứng trước Phật Bồ Tát, trước đã từng khen ngợi tuyên thuyết, chúng ta trước kia đem tuệ ngu phu hiểu biết ở nơi hình tướng tương tạo, chẳng thuật kia phát khởi hiểu biết cho là niết bàn chân thật. Do nhân duyên đây, kia nhớ lại hiểu biết trước nên sanh hổ thẹn, chỉ nương hiểu biết như thật sau. Lại như có người bệnh đến chỗ thầy thuốc giỏi, xin thuốc đúng bệnh và đã bình phục. Nhưng người bệnh lại sanh vui thích quý trộn thuốc ấy cho thuốc là thật. Do nhân duyên thầy bệnh trước đã lành, bệnh mới phát sanh. Bấy giờ thầy thuốc khuyên kia bỏ thuốc cũ, uống thuốc mới. Người bệnh ngu si sanh khởi nghi ngờ không chịu bỏ.
Đối với thuốc trước, lương y vị kia giải thích đánh dược của thuốc cũ và thuốc mới như vậy. Với bệnh hiện tại, thuốc cũ không còn thích hợp, dùng thuốc mới thủ thắng hơn. Người bệnh tuy nghe nhưng không tin, không hiểu. Người bệnh như vậy dụ cho Bồ Tát Thanh Văn phàm phu bị bệnh phiền não giữ chặt. Đại lương y dụ cho chư Như Lai, tất cả lương dược dụ cho những lời tuyên thuyết hoặc thượng thượng thắng cùng với cực thượng, hoặc thâm thâm thắng cùng với cực thâm, hoặc liệt hoặc thắng cùng với cực thắng, dạy trao dạy dàn giáo pháp chân chánh. Kẻ kia tuy nghe chẳng thể ngộ nhập, chẳng sành hiểu biết, chẳng thể tu hành tùy pháp hành pháp. Chư Bồ Tát Thành Văn sành lòng tịnh tín, không sành nghi hoặc đối với pháp chư Phật thuyết. Phật thừa dụ cho xe pháp vô thượng thừa, tất cả bộ phận đều đầy đủ viên mãn trang nghiêm vi diệu. Nhưng người khéo cưỡi xe tùy theo địa cần đi, tùy theo xứ cần đến, nhanh chóng tiến đến không chỗ dừng lại. Phần đầu trì du già xứ, phẩm 18 công đức Bồ Tát. Sao gọi là sở hữu công đức của Bồ Tát? Ốt Đà Nam thuyết: Hy kỳ không hy kỳ, tâm bình đẳng nhiều ích, báo ân cùng vui khen, đánh giá hạnh chẳng hư. Khi chư Bồ Tát siêng năng tu học, đối với vô thượng chánh đẳng giác thừa, nên biết có năm pháp rất hy kỳ. Những gì là năm? Một, đối với các hữu tình không có nhân duyên lại sanh yêu quý. Hai, vì nhiều ích hữu tình thường ở nơi sanh tử nhẫn vô lượng khổ. Ba, đối với hữu tình nhiều phiền não khó điều phục, khéo năng thông hiểu điều phục. Bốn, đối với nghĩa lý chân thật rất khó hiểu, năng tùy ngộ nhập. Năm, đầy đủ lực đại oai thần không thể nghĩ bàn. Bồ Tát sở hữu năm chủng hy kỳ, năm chủng pháp hy kỳ như vậy nên không cùng chung với tất cả hữu tình khác. Lại chờ Bồ Tát thành tựu năm chủng pháp không hy kỳ, nhưng lại được gọi là thành tựu pháp hy kỳ thẳm sâu. Những gì là năm? Chư Bồ Tát lấy việc khổ lợi tha làm nhân, nên lãnh thọ các sự khổ não, tương tự mình vui. Cho nên Bồ Tát khắp thọ hành, lấy việc khổ lợi tha làm nhân. Đây gọi là Bồ Tát thành tựu pháp không hy kỳ thứ nhất, nhưng lại gọi là thành tựu pháp hy kỳ thẳm sâu. Chư Bồ Tát khéo rõ biết quá thất của sanh tử và công đức của Niết Bàn, nhưng vui trong việc khiến các hữu tình thành tịnh an vui, tức tự mình vui. Cho nên Bồ Tát vì thành tịnh hữu tình được tăng thượng nên thệ thọ trong sanh tử. Đây gọi là Bồ Tát thành tựu pháp không hy kỳ thứ hai, nhưng gọi là thành tựu pháp hy kỳ thẳm sâu. Chư Bồ Tát tuy khéo rõ biết vị an lạc của sự tĩnh mặc, nhưng vui trong việc khiến hữu tình được thành tịnh an vui, tức tự mình vui. Cho nên Bồ Tát vì tịnh hữu tình lực tăng thượng nên hành siêng phương tiện thuyết chánh pháp. Đây gọi là Bồ Tát thành tựu pháp không hy kỳ thứ ba, nhưng lại gọi là thành tựu pháp hy kỳ thẳm sâu. Chư Bồ Tát tuy đã tích tập sở hữu thiện căn 6 ba la mật đa, nhưng vui trong việc khiến các hữu tình được thanh tịnh an vui, tức tự mình vui. Cho nên Bồ Tát vì thanh tịnh hữu tình lực tăng thượng nên dùng ý lạc thành tịnh thí các hữu tình mà không mong cầu quả thí dị thục. Đây gọi là Bồ Tát thành tựu pháp không hy kỳ thứ tư, nhưng lại gọi là thành tựu pháp hy kỳ thẳm sâu. Chư Bồ Tát lấy việc lợi người làm việc tự lợi, cho nên Bồ Tát luôn hiện thọ hành làm các việc lợi ích tất cả hữu tình. Đây gọi là Bồ Tát thành tựu pháp không hy kỳ thứ năm, nhưng lại gọi là thành tựu pháp hy kỳ thẳm sâu. Lại chư Bồ Tát hành năm chủng tướng nên khởi tâm bình đẳng đối với tất cả hữu tình. Những gì là năm? Một, trước hết Bồ Tát phát tâm nguyện cầu đại Bồ Đề, như vậy cũng là khởi tâm bình đẳng lợi ích tất cả hữu tình. Hai, Bồ Tát đối với tất cả hữu tình an trụ tâm bình đẳng, đồng hành ai mẫn. Ba, Bồ Tát đối với hữu tình khởi tâm bình đẳng, đồng hành với thâm tâm phát khởi thương quý như con bột. Bốn, Bồ Tát biết các tường sự của hữu tình, đó là từ các duyên sanh các hành, biết sở hữu pháp tánh của một hữu tình như vậy, tức là biết tất cả pháp tánh của tất cả hữu tình. Dụng pháp đây đồng hành nơi tâm đối với tất cả hữu tình, trụ tâm bình đẳng. Năm, đối với Bồ Tát đối với một hữu tình hành hạnh lợi ích, tức đối với tất cả hữu tình hành hạnh lợi ích cũng vậy. Lấy việc làm lợi ích đồng hành nơi tâm đối với tất cả hữu tình trụ tâm bình đẳng. Do năm tướng đây nên biết Bồ Tát đối với các hữu tình tâm đều bình đẳng. Lại trừ Bồ Tát hành năm chủng tướng nên đang làm tất cả việc nhiêu ích hữu tình. Những gì là năm? Một, Bồ Tát tuyên thuyết dạy trao chánh mạng lấy làm nhiêu ích. Hai, đối với hữu tình không thuận theo các sự nghiệp việc làm năng dẫn nghĩa lợi, Bồ Tát dạy trao tùy thuận lấy làm nhiêu ích. Ba, đối với hữu tình đau khổ nghèo cùng không nơi nương tựa,
Bồ Tát khéo nâng vị kia làm chỗ nương tựa lấy làm nhiều ích. 4. Bồ Tát dạy trào, đạo năng hướng thiện lấy làm nhiều ích. 5. Bồ Tát dạy trào bà thừa lấy làm nhiều ích. Lại trừ Bồ Tát, hành năm chủng tướng nên hiện tiền, năng đền đáp đối với hữu tình có ân. Những gì là năm? 1. An lập hữu tình, khiến thọ tự học các đức. 2. Phương tiện khiến họ học các đức của người. 3. Hữu tình đau khổ nghèo cùng không nơi nương tựa, thì tùy khả năng tùy sức lực làm nơi nương tựa. 4. Khích lệ khiến họ cúng dường chư Phật Như Lai. 5. Ở nơi chánh pháp Như Lai thuyết, khiến họ thọ trì đọc tụng biên chép cúng dường. Lại trừ Bồ Tát sở hữu 5 điều nên thường phải vui mừng khen ngợi. Những gì là năm? 1. Gặp Phật ra đời, thường được thừa sự. 2. Ở chỗ chư Phật, thường nghe pháp tạng Bồ Tát sáu chủng ba la mật đa. 3. Ở nơi tất cả chủng, thường có thể lực thành thục hữu tình. 4. Năng khảm nghiệm, nhanh chóng chứng đắc vô thượng chánh đẳng Bồ Đề. 5. Đã chứng Bồ Đề, các chúng đệ tử thường hòa hợp, không tranh cãi kiện tụng. Lại trừ Bồ Tát, do nằm nhân duyên đến biết năng thành tựu gia hạnh không hư dối như ích hữu tình. Những gì là năm? Đó là trừ Bồ Tát đối với các hữu tình trước muốn cầu làm lợi ích an lạc, đối với các hữu tình đã được lợi ích an lạc thì như thật hiểu rõ biết không điên đảo, nên biết tất cả tướng như thế đã thuyết trong phẩm cúng dường thân cận vô lượng. Lại nữa, Ốt Đà Nam thuyết gia hạnh không điên đảo, thối đọa cùng thắng tiến tương tự công đức thật, khéo điều phục hữu tình. Chư Bồ Tát hành năm gia hạnh nên biết rộng nhiếp tất cả gia hạnh không điên đảo của Bồ Tát. Những gì là năm? 1. Gia hạnh tùy hộ. 2. Gia hạnh không tội. 3. Gia hạnh lực tu trạch. 4. Gia hạnh ý lạc thanh tịnh tăng thượng. 5. Gia hạnh ở trong quyết định. Sao gọi là gia hạnh tùy hộ của Bồ Tát? Lược có 5 chủng. 1. Tùy hộ tuệ thông duệ, tức là do trí câu sanh đây nên nhanh chóng thường nhiếp pháp. 2. Tùy hộ chánh niệm, tức là do chánh niệm như vậy năng nhiếp trì pháp khiến chẳng quên. 3. Tùy hộ chánh trí, do chánh trí đây nên lúc hành trì pháp lúc khéo quan sát nghĩa dùng chánh tuệ thông đạt, do tuệ thông mình nhạy bén tùy thuận chánh niệm tuệ hiểu biết ra lìa các nhân duyên phần thối, tu tập gần gũi thuận theo các nhân duyên phần thắng. 4. Tùy hộ tự tâm, vì năng khéo giữ gìn các căn môn. 5. Tùy hộ tâm người, vì năng ở nơi tâm người chân chánh tùy chuyển. Sao gọi là gia hạnh không tội? Trừ Bồ Tát thực hành các thiện pháp sung mãn, không điền đảo, không gián đoạn, vô lượng, hồi hướng Bồ Đề. Sao gọi là gia hạnh lực tu trạch? Tất cả tướng của chư Bồ Tát đây nên biết như trong phần thắng giải hành địa sẽ thuyết. Sao gọi là gia hạnh ý lạc thanh tịnh tăng trưởng? Tất cả tướng của chư Bồ Tát đây nên biết như trong phần ý lạc thanh tịnh địa và hành chánh hành địa sẽ thuyết. Sao gọi là gia hạnh ở trong quyết định? Tất cả tướng của Bồ Tát, của chư Bồ Tát đây nên biết như trong phần quyết định địa, quyết định hành địa cho đến cứu cánh địa sẽ thuyết. Năm chủng gia hạnh như vậy nhất tất cả gia hạnh không điên đảo của Bồ Tát. Lại trừ Bồ Tát hành chuyển thuận theo phần pháp thối nên biết có năm chủng. Những gì là năm? 1. Không kính chánh pháp và thầy thuyết pháp. 2. Phóng giọt giải đãi. 3. Thường chấp trước phiền não. 4. Thường chấp trước gần gũi ác hạnh. 5. Khởi tăng thượng mạn, so sánh hơn thua với các Bồ Tát khác. Khởi tăng thượng mạn điên đảo ở nơi pháp. Lại trừ Bồ Tát hành chuyển thuận theo phần pháp thắng nên biết có năm chủng. Những gì là năm? Thứ lớp tướng đầy trai với năm pháp phẩm hắc đã nói ở trước. Lại được có năm chủng tương tự công đức của Bồ Tát nên biết đây là lỗi lầm của Bồ Tát. Những gì là năm? 1. Gây tạo việc không nhiều ích đối với hữu tình, hung ác vì phạm tịnh giới. 2. Giả dối hiện đủ các oai nghi. 3. Ở nơi pháp tương ưng văn tự chú thuật của thế gian và các sách luận của ngoại đạo, tham dự trong hàng trí giả thông minh lành lợi. 4. Tu hành thiện hạnh có tội như thí. 5. Tuyên thuyết kiến lập tương tự chánh pháp lại khiến lưu bố rộng. Lại lược có năm chủng công đức chân thật của Bồ Tát. Những gì là năm? 1. Đối với hữu tình hung ác vì phạm tịnh giới, do nhân duyên đầy càng khởi tâm bi hơn. 2. Bản tánh thành tựu đầy đủ oai nghi. 3. Ở nơi lời tuyên thuyết chân thật tịnh diệu của Phật hoặc dạy hoặc chứng, tham dự trong hàng trí giả thông duệ. 4. Khéo hành bố thí, tu hành thiện hạnh không tội như thí. 5. Khai thị chánh pháp, ngăn chặn diệt trừ tất cả sự tương tạo chánh pháp.